Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Thứ nhất, nhờ bạn tuổi Ngọ. Cái ngày tháng năm sinh của bạn là số lần đặt tình duyên nhé. Mà nhìn gương mặt của bạn cũng vậy. Đấy. Số lần đặt tình duyên nó hiện ra mặt luôn. Chắc chở tình duyên, chắc chở hôn nhân, các đường chỉ tay, nhất là cái đường chỉ liên kết nó rối tung beng lên, và cái đường chỉ hôn nhân nó cũng cong xuống, thì nó nói là bạn có lấy chồng nào nó cũng tan tành đổ vỡ hết, đến với nhau một thời gian rồi lại chia tay. Đấy. Số bạn là lập gia đình không thành, rồi sự nghiệp là phải phiêu lưu. Có nghĩa là sao? Lấy chồng rồi phải bỏ chồng, tiếp theo là sự nghiệp phải phiêu lưu, nay đây mai đó, xa quê hương, xa xứ sở. Dạ. Giờ tình cảm thế nào rồi? Giống như em ly dị một đời chồng rồi. Đang có giống như là bạn trai thôi, chứ chưa có lập gia đình với một người. Và hiện tại là số phải đi xa quê chưa? Dạ rồi, đi xa quê rồi. Vậy cái câu mình vừa coi cho bạn là đúng đúng không? Lập gia đình không thành, có nghĩa là sao? Hôn nhân đổ vỡ thì lập không thành thôi. Rồi sự nghiệp phải phiêu lưu, bây giờ thì phiêu lưu rồi đấy, xa quê hương rồi đấy, xa cả nửa vòng trái đất rồi đấy, đúng không? Dạ đúng rồi. Và số này sẽ còn nhiều đau khổ nữa về đường tình cảm, chắc chắn là như vậy. Sao khổ vậy? Số bạn còn rất nhiều cái sự đau khổ về đường tình cảm. Gặp ai đến với ai cũng chỉ được thời gian thôi. Và số bạn phải cô độc đến hết đời. Thôi sao? Mình có cách nào mình sửa không? Được, cái này có thể làm lễ di cung hoán số để hóa giải nhé. Yeah. Hóa giải cái đường tình duyên. Hóa giải xong thì cái đường tình duyên của bạn nó không còn lận đận nữa. Sẽ gặp người đàng hoàng tử tế mà đi đến hôn nhân. Còn trong cái định số lá số tử vi của bạn là bảo lập gia đình không thành rồi mà. Bạn cứ xác định lập gia đình chung sống với ai, lập gia đình tức là chung sống về cùng chung một nhà là sẽ bỏ. Cứ yêu đương thì thoải mái, nhưng mà về xác định chung sống chung một nhà gọi là thành một gia đình rồi là sẽ bỏ. Alo, alo, bạn nói lại đi. Quá. Bạn biết kiếp trước bạn đã làm tội tình gì đâu. Đấy, bạn có biết kiếp trước là trước khi bạn biến thân thành người như này, bạn đâu có biết là kiếp trước bạn tạo ra nghiệp gì đâu, hiểu chưa? Bây giờ bạn chỉ biết kiếp này bạn đang sống tốt thôi. Đấy, không lỗi đạo với ai thôi, nhưng mà bạn đâu biết cái kiếp trước bạn đã tạo ra nghiệp gì mà đến cho kiếp này bạn như vậy thôi. Tất cả là đều do vòng luân hồi nhá, nhân quả, nghiệp báo. Thì bây giờ bạn đang phải chịu chi phối bởi cái dòng nghiệp của kiếp trước. Dạ. Đại khái như là bạn đang gieo những cái hạt mầm đầu tiên để trồng lúa. Đấy, để trồng lên lúa. Nhưng mà cái cây lúa của bạn nó mới chỉ lên mầm thôi, nó chưa ra trái. Còn cái vụ trước đấy chắc bạn gieo nhiều cái nhân xấu, hiểu chưa? Rồi bắt đầu kiếp này bây giờ bạn đang hưởng đây. Nói thế bạn tự hiểu đúng không? Dạ. Công danh số này thì được cái là tự lập, giỏi kiếm tiền. Đấy, gọi là tiết kiệm lắm, giỏi kiếm tiền. Đồng gì, đồng tiền nào đáng chi mới bỏ ra, còn cái gì không đáng chi một xu cũng không bỏ. Mẫu bàn tay này cuối đời thì tài lộc khá, có khả năng kinh doanh buôn bán. Có khiếu về kinh doanh buôn bán. Đấy, đừng chỉ ăn nói rất tốt, nó thể hiện là người lanh lợi, lời ăn tiếng nói khôn ngoan. Đấy. Năm nay 32 tuổi vận niên sẽ là sao thổ thú. Năm nay công việc làm ăn kém, sức khỏe cũng kém luôn. Cả hai thứ đều xấu. Thứ nhất là công danh, đúng rồi, thứ nhất là công danh, công việc làm ăn không thuận này. Cái thứ hai là sức khỏe cũng kém luôn. Cả hai thứ đều xấu. Yeah.
về vấn đề tuổi thọ thì xem xét lại, cổ tay có hai ngấn nhưng mà mấy cái ngấn nó cắt xé rất nhiều, nó nói về cuối đời bạn nhiều bệnh tật lắm. Bệnh nặng thì không có, thì cứ hay bệnh vặt vậy thôi. Dạ. Ồ. Bây giờ bạn thấy cơ thể bạn hay bệnh vặt chưa? Ừ, cũng yếu, ngày xưa rất là nhiều. Ồ, đấy, thì mà càng về cuối đời cái đường chỉ hướng xuống rất nhiều. Nó cũng thể hiện là bệnh càng lúc càng nhiều. Ừ. Đường chỉ xuất ngoại rất đẹp, số bạn chỉ có thành công đi xứ người thôi, ở xứ quê hương thì chả nên danh nên phận gì đâu. Đúng chính xác rồi. Lúc mà còn ở Việt Nam chả biết làm gì hết, có nhà ở nhà ăn báo ba mẹ thôi, từ khi đi qua đây mới biết làm cái gì. Thì số bạn trời định như vậy rồi, chỉ có nên danh ở xứ người, còn ở xứ nhà thì chỉ có nói chung là chỉ có ăn và ngủ, chả làm cái gì lên hồn cả. Dạ. Mấy năm tận nay là cái năm gọi là ngồi yên một chỗ, không làm việc lớn. Năm sau thì có thể là làm việc lớn được. Và số này sau này có thể mở kinh doanh buôn bán được nhé. Chúc mừng. Còn còn đường tình duyên thì muốn tốt lận đận có thể đến với chàng trai kia, có thể gửi thông tin qua đây làm liệu hóa giải cho. Dạ, tên sẽ gửi cái đó sang. Ờ, muốn làm thì yêu cầu họ tên của bạn này, họ tên người đó này, ngày tháng năm sinh này, địa chỉ ở đâu này và số điện thoại này, cần những thông tin như thế. Dạ. Ờ, hóa giải xong thì cái đường tình duyên của bạn nó bớt lận đận đi. Tí nữa mình sẽ cho bạn xem mấy cái video mình làm lễ cho mấy cái bạn nữ đấy, cũng rơi vào cái số như bạn đấy. Lấy tên chồng nào là cũng bỏ, thời gian là bỏ. Nhiều khi không phải bỏ, nhiều khi không phải bỏ. Ờ, nhiều khi không phải bỏ nhau vì hết tình cảm. Không phải vì hết tình, không phải vì hết thương nhau, nhưng mà nhiều khi bỏ nhau vì cái mâu thuẫn nó rất là nhỏ. Hoặc là do áp lực từ bên nhà chồng, nói chung là không phải là do hết tình cảm mà do áp lực nhiều cái nó không đâu, nó không đáng. Chính xác là như vậy. Ồ. Còn số này thì sau này nhà cao cửa rộng, số sai thay đổi 3 lần nhà. Đấy, Tuyền. Ờ, chuyển từ nhà nhỏ lên nhà lớn, ít nhất phải 3 lần nhà nhé. Cho em hỏi một câu, nó liên quan tới nhà cửa là năm nay em có thể mua nhà được không? Năm nay mua nhà được. Riêng bản thân năm nay có thể mua nhà được. Đấy, có cái át chuồn đóng ở trong cung này này, từ giờ tháng 10 âm lịch bạn sẽ mua được nhà. Dạ. Rồi, thắc mắc gì nữa nào? Không biết hỏi gì nữa. Anh có thấy nó hiện lên cái gì à? Em chỉ thắc mắc là cái chuyện mà mua nhà, cái chuyện tình cảm, công việc. Rồi, vừa nói rồi. Ba cái vấn đề đó vừa nói rồi. Tình cảm thì mình sẽ giúp bạn hóa giải để nó tốt hơn. Đấy, vấn đề này cam đoan sẽ giúp bạn. Còn về mua nhà thì sẽ mua được rồi, cần gì giúp? Bốc bài thì chắc chắn mua được rồi, đang có dự tính đây, muốn làm thì mua đi, xúc tiến đi, chắc chắn là mua được trước tháng 10 âm lịch năm nay. Đấy. Ok, thank you. Nghe vậy em tự tin hơn. Đúng rồi. Giống như, tại vì năm nay em có nhiều cái khó khăn trong việc mua nhà từ đầu năm tới giờ hả? Không, từ năm ngoái mua, tính từ năm ngoái lận mà vẫn không mua được, tới đầu năm nay là nhất định là phải mua được. Thì lúc mà chuẩn bị mua thì nó có rất là nhiều biến cố, nó làm cho mình cảm thấy là không có tự tin nữa. Nên em muốn chắc chắn là có mua được hay không. Chắc chắn sẽ mua được, từ giờ đến tháng 10 thôi, chậm nhất là tháng 10 âm lịch thôi. Đấy. Và cái vấn đề thứ ba là công việc. Ờ, công việc thì nó cứ tạm vậy thôi, chưa có gì thay đổi lớn cả. Vẫn cứ đều đều vậy. À, anh coi giùm em thử khoảng cái năm nào em có thể đầu tư về kinh doanh cho nó rộng lớn hơn. Giống như bây giờ em chỉ đi làm thợ thôi. Khi nào em mới làm chủ được? Số bạn đấy thì ít nhất phải từ 36-37 tuổi trở đi mới làm chủ được. Cứ tính đi, tầm khoảng 4-5 năm nữa, lúc đó bạn mới đủ cái số vốn để bạn đứng ra làm chủ. Và lúc đó bạn mới đủ cái kinh nghiệm trong nghề mới đứng ra làm chủ được. Chứ bây giờ còn non lắm, non chuẹt à. Còn phải học cách quản lý nhân viên này rồi. Nói chung là nghề bạn vẫn chưa học hết mà. Ờ, vẫn nói chung là vẫn còn chỉ là khởi đầu thôi. Ít nhất phải 5 năm nữa bạn mới ra đứng chủ được nhé. Em có một câu hỏi giống như hả? Nói đi.
anh coi chủ liên hợp với người nào, hay là hả mình làm với cái người này luôn. Hóa giải xong thì đường tình duyên của bạn đã tốt, bạn sẽ không phải đi thêm bước nữa nào nữa nhé. Ấy là giống như muốn tìm một cái người là tốt nhất của mình. Giống như em vẫn suy nghĩ bất cứ trên nào, không biết là họ có tốt nhất chưa. Khi mà mình... hóa giải là mình tìm được một người tốt hơn hay... Có nghĩa là sao? Hóa giải nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Một, thứ nhất là sao? Sẽ kiếm được một người tốt nhất đến với mình. Và cái thứ hai là sao? Nếu người hiện tại đã là định số rồi thì họ sẽ ở chọn bên mình thôi. Chứ không phải thay đổi thêm lần nào nữa. Ok, tôi suy nghĩ xong em sẽ nhắn tin với anh là em có nên làm hay không. Trả lời cho mình nhé, suy nghĩ đi, trả lời cho mình sớm nhé, để mình biết, để mình chuẩn bị nhé. Chào bạn. Ok, em sẽ trả lời trong dọc hôm nay luôn.